Mẹ, chuyện riêng của vợ chồng con mà. Để cho chúng mày tự xử thì khác gì bôi do chát chấu vào mặt tao. Chúng mày hết thuốc chữa rồi. Thay mặt gia đình, tôi cũng xin lỗi chị Thông Gia là không dạy bảo được thằng con này. Cái thằng đàn ông gần này tuổi đầu rồi mà không biết kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Suốt ngày lông ba lông bông, chả làm được cái chuyện gì cả. Tôi hứa với chị, tôi sẽ giữ tiền giữ của cho con Thu và quản lý cái thằng trời đánh này. Anh hứa lần này là lần thứ 8 rồi đấy. Tôi thấy có khác gì đâu. Anh Thông Gia, kể cả anh có Phật lòng tôi phải nói thật, con Thu nó dọa bỏ chồng lần thứ 3 là tôi đã chán lắm rồi. Tôi muốn nó bỏ quách cái thằng này từ cái đợt mà nó đem sổ đỏ đi cầm, mà để mẹ con Thu về ở với tôi nửa năm á. Dạ. Vâng, chị mắng phải ạ. Con hư tại bố. Tất cả là tại cái thằng trời đánh này đấy ạ. Bây giờ là năm 2024 rồi, tôi cũng chẳng sợ điều tiếng là con gái bỏ chồng. Gia đình nhà tôi thừa sức lo cho con Thu một cái đám tốt hơn. Anh Tiến á, nếu mà không chịu hứa là tuyệt giao với cái bọn thằng Hưng thằng Thắng là tôi lót tay trả về nơi sản xuất. Thưa chị, tôi đẻ nó ra tôi còn không chịu nổi nó. Loại nó, vợ nó bỏ là đúng ạ. Đấy, chính là anh cũng nhìn thấy thế nhá, chứ phải tôi là người quá quát đâu. Thưa chị, tôi với cháu Thu đã bàn với nhau rồi. Tất cả cái số tiền mà thằng này nó ăn cắp của con Thu, tôi sẽ là người đứng ra trả. Để cho con Thu nó có tiền, nó sửa cái hair salon. Còn thằng này, tôi sẽ thuê cho nó một cái cửa hàng tạp hóa ở trên chợ, để cho nó đứng bán mà lấy tiền nuôi vợ nuôi con. Bố ơi, sao lại thế? Cơm mồm! Mày nói tao đánh tuốt xác mày ra bây giờ. Thế có được không chị? Anh Thông Gia với con Thu là bàn đúng ý tôi đấy. Vâng. Bố ơi, nhưng mà con muốn bán tạp hóa đâu ạ. Thế mày không bán thì mày làm cái gì? Mày mà không nghe lời mẹ vợ mày nhá, thì mày đừng gọi tao là bố nữa. Thế anh không muốn bán tạp hóa thì anh đi vào trong Nam làm với bố vợ anh ý. Ở trong ấy thiếu gì việc? Thế hay quá chị ạ. Chị cứ cho giúp thằng này vào với anh Thông Gia hộ tôi, cho anh dạy dỗ nó. Chứ còn tôi không thể chịu nổi cái thằng này nữa rồi. Bố mẹ cứ ép con quá đáng thế à? À, thế có nghĩa là anh chọn bỏ vợ bỏ con chứ không chịu bỏ bạn đúng không? Thế mày muốn gì? Gọi em cái đầu. Nhà có việc. Mai đến. Vâng ạ. Ông định đi đâu? Cầm roi mây đi vùng nó à? Không ăn thua. Bố mẹ. Ờ. Thế chuyện cái thằng Tiến đánh nhau là thế nào? Con xử lý đến đâu rồi? Lại làm ăn rồi bị lừa ấy bố. Nói chung là tiền mất tật mang. Nhưng mà con giải quyết xong được về rồi. Thằng mất dạy. Lần này gặp quánh cho tuốt xác. Quánh cho thằng này tu tâm chuyển ý luôn con. Thôi bố ạ. Vợ chồng ở với nhau mà cứ 5 ngày 3 trận như thế này, con chả thiết tha gì nữa. Kệ. Bây giờ anh ấy muốn sống kiểu gì thì sống ạ. Thế ý con là thế nào? Con sẽ nuôi thằng Đô. Tài sản chung của bọn con chả có gì, nên tòa giải quyết nhanh ấy mà. Ừ, tức là ly dị á? Không được, như thế là không được. Kìa bố,
bọn con đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình mà. Bố mẹ đừng can thiệp nữa. Mà bố thấy đấy, có cố thì cũng hơn được gì đâu ạ. Bố thì rất là tôn trọng quyết định của hai đứa, nhưng mà ly dị là không nên con ạ. Bố yên tâm ạ. Tuy rằng con không còn là con dâu của bố, nhưng mà thằng Cô Đô nó vẫn là cháu nội của bố. Con vẫn cho cháu qua lại với ông như bình thường ạ. Vợ chồng chúng mày mỗi đứa một phách, chỉ khổ cháu tao thôi. Con chả cái. À Thu ơi. Bố ạ. Ừ. Sáng bố thấy hết than, bố mua luôn cho con đấy. Ôi, con gọi người ta mang đến nước mà. Bố đi làm gì cho vất vả cả ra ạ? Tiện thì bố mua luôn, ở nhà cũng có việc gì đâu. Con cảm ơn bố ạ. Mà này, chiều nay để bố đón thằng Đô nhé. Hai ông cháu đi làm vài ca cầu lông cho nó khỏe người. Vâng ạ. Mà bố nghe thằng Cu Đô nó nói thằng Tiến đi công tác đâu vài ngày hả? Mà cái thằng đấy có chuyện quái gì mà đi công tác nhỉ? Anh ấy có đi công tác gì đâu bố. Đang bên nhà ông Hưng ấy. Nó sang đấy làm gì? Vợ chồng con giận nhau nên là anh ấy sang bên đấy á. Cái thằng, thế là không được. Vợ chồng giận nhau thì cũng phải lo cho con, cho cái, phải có trách nhiệm. Để bố sang lôi cổ nó về đấy. Thôi bố ạ, cứ để anh ấy bên đấy đi ạ. Chuyện của vợ chồng con như thế này, con cũng không muốn cháu Đô nó biết. Sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu. Với cả, thôi, ông cứ để từ từ cho bọn con tự tính với nhau ạ. Con nói thế cũng phải. Cứ để nó bên đấy vài ngày, xa vợ xa con, có khi nó lại hồi tâm chuyển ý. Mà bố nói thật nhé, hai vợ chồng cũng cãi nhau thì cũng phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Chứ đùng cái chúng mày đưa nhau ra tòa là khổ thằng Đô đấy. Con xin bố để con tự gỡ đi bố ơi. Thôi rồi bố ơi, con xin bố. Thôi tự gỡ bố ơi. Thôi bố ơi. Bố ơi. Bố để con. Nhẹ nhẹ nhẹ, đau ơi. Im bụng. Nhẹ nhẹ nhẹ, tay thôi. Sao im. Nhẹ thôi. Ai, đau. Cố lên im. Đau. Bố ơi, bố hộ con tay bố. Để bố. Bố ơi, đau, bố ơi. Nhẹ thôi bố, đau. Đô ơi, bây giờ sang nhà bà chơi nhá. Cháu không đi đâu. Thì nếu mà không sang nhà bà chơi ý, thì bà đưa con đi ăn xúc xích nhá. Thì ăn gà rán vậy. Cháu không ăn đâu. Thế Đô thích gì nào để bà ngoại chiều? Bà ơi, bố mẹ cháu đi dị rồi ạ. Vớ vẩn, ai nói với cháu thế? Bà đừng có giấu cháu nữa, cháu biết hết rồi. Bố mẹ cháu đúng là hai cái đứa dở người, chỉ làm khổ con khổ cái thôi. Bà ơi, bố mẹ cháu ly dị rồi, thì bố có về chơi với cháu không? Chán bố thật ấy. Chưa hiểu cái chuyện gì ra đấy làm loạn hết cái lên. Loạn cái gì mà loạn? Nhìn cái sự việc thế, ai chẳng ngứa mắt. Ngứa mắt cái gì? Đấy là con đi tiếp đối tác làm ăn, chứ phải đi chơi đâu. Tiếp đối tác làm ăn. Tận mắt tao nhìn thấy, mày với cái con ấy cầm chân cầm tay nhau. Ok. Đấy là con đỡ cô ta. Thôi đi. Tiện có bố ở đây con cũng nói luôn. Từ nay con không quan tâm đến cuộc đời của con trai bố nữa đâu.
Cho nên những chuyện ầm ĩ giữa bố và anh ấy đừng mang đến đây. Con không giải quyết đâu ạ. Sao con lại trách bố? Trước con có nói là nếu mà có việc gì xảy ra thì bố phải báo với con ngay. Bây giờ con lại nói con không quan tâm đến nó nữa là sao? Thế bây giờ tự nhiên bố làm ầm ĩ hết cả lên. Thằng Đô nó biết chuyện của vợ chồng con rồi. Bây giờ con biết nói với cháu thế nào ạ? Bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi. Hai chúng mày cứ lánh đi. Để Cu Đô nó bình tĩnh. Tao với bà thông gia sẽ lựa lời nói với nó.